Rồi, hôm nay mình lại tiếp tục lập trình về BOC. Bài hôm nay là làm cho cái hiển thị lên cái đèn LED bảy đoạn. Đây, cái đèn LED bảy đoạn nằm đây. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái bộ công tắc BCD này. Và mình sẽ bắt đầu mình viết. Đầu mình khởi tạo nó, vì công tắc BCD này thì mình sẽ đọc lại bằng hàm pin, và mình sẽ đọc hai giấy số là K2 X0, mình sẽ gửi vô thanh ghi là D0. À, ngay sau đó mình sẽ đọc nó lại bằng mã BCD, cái thanh ghi D0 này, và mình sẽ xuất ra nó ra là bắt đầu từ Y0 và nó sẽ 8 bit, kết thúc là Y7. Mình sẽ thể hiện được số hàng chục và hàng đơn vị luôn. Bài hôm nay mình có thể làm giả định giống như là mình thiết kế lò vi sóng đi. Rồi mình sẽ dùng cái nút nhấn star là x20, và khi mình nhấn thì sẽ có cái đèn báo và coi như đó là bắt đầu cái lò bắt đầu hoạt động. Mình sẽ cho đèn báo là y20, và mình sẽ dùng cái mạch duy trì Y20. Như vậy là khi mình nhấn này thì bắt đầu mình phải cách ly cái bộ công tắc BCD này ra khỏi mạch bằng chính cái Y20 này. Rồi, như vậy tới đây mình sẽ thiết kế cái bộ đếm ngược, và mình dùng cái xung Flicker M8013. Xung này là xung đồng hồ 1 giây, và mình sẽ dùng cái hàm decree, mình giảm cái giá trị của thanh ghi. Đó là lý do mình phải ngắt cái điểm Y20 cho cái bộ binary này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng, mình vẽ nhạc trắng ở đây luôn, vẽ đây xuống đây, và mình dùng cái hàm so sánh, mình so sánh giá trị nhỏ hơn cái D0 với giá trị K0, tức là khi nó đếm nhỏ hơn 0 thì mình sẽ đưa ra cái hàm reset, mình sẽ reset cái 20, tức là mình đã kết thúc xong mình nướng bánh, nhưng mình lại phải reset luôn, cái giá trị của thanh ghi, vì cái này mình cho nhỏ không thì chắc chắn là nó sẽ đếm âm, thành ra mình phải reset cái D0. Vậy thì bài này mình đã viết xong. Mình sẽ bấm F4 bắt đầu run cái BOC. Bây giờ mình bắt đầu mình tăng cái hàng chục lên, là 1, là 10. Hàng đơn vị mình tăng tượng trưng thôi, chứ để đếm nhiều quá lâu, vậy là hết 12 giây. Và khi mình đã chỉnh xong, okay, qua đây mình sẽ xem hiện giờ là cái giá trị đã được gắn vô rồi. Bây giờ bắt đầu mình nhấn nút X20, đó là bắt đầu mình cho lò vi sóng hoạt động, nhấn vô. Và bắt đầu là đèn nó sáng, và bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược về, khi nó về không, bắt đầu nó về không thì
nhờ cái hàm reset thành ra mình sẽ không thấy dấu trừ và nó sẽ trả về cái số mà nãy mình chọn. Thì nói luôn thì cái công tắc BCD này thì nó đã xuất hiện cũng là đời cũ rồi. Những cái máy đời mới này thì người ta sẽ không sử dụng cái bộ công tắc BCD này nữa, và mình sẽ nói đến cái thiết kế mới và không sử dụng bộ này ở trong cái bài kế tiếp. Bây giờ chắc nên thử lại lần nữa, nhưng mà chắc thôi cho thời gian ít hơn, giờ mình bỏ cái này đi. Vậy cái này 2 giây thì ít quá, mình cho lên là 5 giây và mình nhấn. Rồi đây là cái bài hiển thị led 7 đoạn mà bằng cái bộ nút nhấn công tắc BCD. Hôm nay là hết. Cảm ơn mọi người theo dõi. Hẹn bài tiếp theo.